Sau gần 5 năm gồng gánh nợ nần vì cây hồ tiêu, đến nay ông Thận cũng như nhiều nông hộ trồng tiêu tại Tây Nguyên đều cảm thấy phấn khởi khi giá hồ tiêu tăng trở lại. Dù năng suất niên vụ này giảm khoảng 20% so với cùng kỳ năm ngoái, nhưng với 1,5 hectare tiêu cũng đem lại thu nhập cho gia đình ông Thận gần 600 triệu đồng. Thì so với mặt bằng thì nông dân cũng có một cái phần nào phấn khởi để bù đắp lại trong cái vấn đề mà trong những năm qua là giá cả nó mất. Là về vấn đề chi phí trong những năm người nông dân đã bỏ ra để chăm sóc vườn cây. Trái ngược với tâm trạng phấn khởi của người dân, các doanh nghiệp xuất khẩu hồ tiêu tại Tây Nguyên đều không cảm thấy mặn mà khi giá hồ tiêu có dấu hiệu tăng trở lại. Do dịch bệnh COVID-19 nên lượng hàng xuất khẩu đều giảm so với cùng kỳ năm ngoái. Dù là doanh nghiệp xuất khẩu hồ tiêu lớn nhất của tỉnh Đắk Lắk, nhưng lượng hồ tiêu xuất khẩu của công ty xuất nhập khẩu 2 tháng 9 Đắk Lắk cũng giảm tới 35% so với cùng kỳ năm 2020. Bên cạnh nguyên nhân mất mùa thì cũng có nguyên nhân là do cái việc mà cái container xuất ra các nước Mỹ hoặc châu Âu thì rất là khan hiếm, dẫn tới là tình trạng là cái cước tàu tăng và cũng là dẫn tới là việc là khách hàng họ chậm nhận hàng, nên hiện nay là hàng dẫn đến là cái việc xuất hàng nó chậm hơn so với các cùng kỳ. Theo thống kê, các tỉnh Tây Nguyên hiện chỉ còn khoảng 90.000 hectare hồ tiêu. Do vài năm gần đây, giá thành hồ tiêu luôn ở mức thấp, khiến người trồng tiêu chuyển dần sang các loại cây trồng khác. Diện tích sụt giảm nên nguồn cung cầu đang có dấu hiệu cân đối trở lại. Và đây chính là cơ sở để dự báo thời gian tới, giá trị mặt hàng nông sản này sẽ còn tiếp tục tăng.